Xin chào tất cả các bạn quay lại kênh của Phùng Tấn. Hôm nay Phùng Tấn sẽ chia sẻ cho các bạn một món, đó là món nộm nấm tiết. Đấy, nộm bò nấm tiết. Thì cái nấm tiết này mình thấy khá nhiều bạn chưa biết, thì hôm nay mình chia sẻ. Đây nha, cái nấm tiết của mình như này nhá. Đấy, nó khô thì nó đang cứng như này. Đấy, cái này thì có một cái quan trọng lưu ý là các bạn cho vào nước các bạn ngâm thì chỉ trong vòng 5 đến 10 phút là được thôi. Nó rất là nhanh mềm, nếu các bạn ngâm lâu quá thì nó sẽ bị lát nhé. Đấy thì cái này là cái cần phải có thời gian 5 đến 10 phút thì mình ngâm vào nước, trộn nước đây. Đây thì mình ngâm vào trộn nước này. Lật đi qua lật lại một tí để cho nó ngâm. Đấy bây giờ mình sẽ để đây nhé. Sau khi mình thả nước vào thả nấm vào nước thì mình sẽ để đây khoảng độ 5 phút là được thôi. Và bây giờ mình sẽ đi thái cái hành tây trước, bởi vì cái hành tây thì bao giờ nó mất thời gian hơn. Mình muốn ngâm cái hành tây vào trong cái chậu đá lạnh này. Cái chậu đá thì phải thật buốt thật lạnh nhá, thì các bạn ngâm vào thì nó mới hết hăng. Cái này thì mình có chia sẻ một cái video rồi. Đấy, mình không nói kỹ nữa. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ thái cái hành tây này. Cái này thì các bạn nhiều các bạn cho nhiều, ít cho ít thôi. Thì mình sẽ dùng lửa củ mình thái hành tây, thì để mà làm nộm thì các bạn thái nhỏ mỏng nhé, mình thái mỏng như này. Đấy để mình thả vào chậu nước thì ăn cũng dễ ăn, to thì nó sẽ ngâu hết cái hăng. Có bạn thì mình thấy trần cái hành tây này lên thì hành tây thì nó không còn độ giòn nữa. Đấy, thì mình không trần mà mình ngâm vào cái chậu nước đá. Nước đá thì càng lạnh càng tốt các bạn nhé. Lạnh càng buốt càng tốt thì nó nhanh, nó không bị hăng. Đấy, sau cả hai cái hành tây với nấm mình ngâm rồi thì còn cái nước nộm này thì mình có video rồi nhưng mà mình cũng không chia sẻ, mà mình để sẵn ra đây. Thì sau cái video này mình sẽ để cái đường link ở phần mô tả cái cách pha nước nộm như thế nào. Đấy, có video rồi. Nước chuột thì mình chỉ lấy cái phần bên ngoài thôi nhá, còn cái ruột mình bỏ. Bởi vì cái ruột mà cho vào những cái món nộm này thì nó nhanh bị lát, nó không ngon, không giòn. Đấy, mình sẽ bỏ cái ruột này ra. Đây thì các bạn thái mỏng hơn. Các bạn thích dùng dao sấn cho chuột cũng được. Sau khi thái xong dưa chuột thì mình sẽ để ra một góc. Và bây giờ mình sẽ thái cái cà rốt nhé. Cà rốt thì mình cho nửa củ thôi. Đấy, các bạn khổ không? Vừa mới quay video với trông con đấy, con đang chơi một mình đang nghe. Đây nhá, mình cà rốt thì mình sẽ chấn xong mình thái, mình dùng dao mình thái như này. Đấy. Mình sẽ thái như này. Đấy, sau khi thái xong dưa chuột cà rốt cho hành tây rồi mình sẽ thái cái rau. Cái rau thơm này thì mình đang dùng cái cúng bạc hà với cái mùi ta nhé. Thì cái này thì các bạn thái dối, không cần thái nhỏ đâu. Thế để ra một bên. Cuối cùng là mình đi thái cái thịt bò. Thịt bò thì mình cho vào mình xào nhé. Xào cái tỏi, phi tỏi lên cho thơm. Đấy, mình xào chín bắt đầu chín tới thôi. Còn các bạn mà thích không thích dầu mỡ một tí nào thì các bạn cho vào, có thể cho vào trần. Nó trần thì thường nó sẽ mất độ ngọt của thịt bò. Nó sẽ không được ngọt. Đấy, không được giữ nguyên cái thịt bò. Đây thì các bạn thái như bò xào mỏng bình thường là được.
Cái miếng thịt bò thì bao giờ nó cũng có thớ, hai thớ, cái miếng này nó thớ dọc này, thớ ngang, nó lung tung này, mình phải xoay đấy, theo thớ đằng nào ngang thớ thì mình thái. Đấy, một đĩa lộn thì mình cũng chỉ cho khoảng độ tầm một nạng thôi. Đấy, bữa nay nhà mình để làm món khác, mình cho khoảng độ một nạng thịt bò thôi. Bây giờ mình sẽ đập tỏi để mình cho vào, mình xào qua thịt bò này nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ cho vào mình xào. Cái này là mình làm món nộm nên mình cho ít dầu thôi nhá. Đấy, mình sẽ cho vào mình phi thơm lên. Sau khi phi tỏi thơm lên thì mình sẽ cho bò vào luôn. Cái này xào thì rất là đơn giản thôi, không phải nói nhiều nữa. Mình chỉ cho một tí ti gia vị thôi, cho một tí dầu hào đảo là được, không cần phải cho nhiều. Đấy. Gia vị chủ yếu là cái nước nộm là chính thôi. Các bạn chỉ cả không cho không sao cả, mình chủ yếu là pha cái nước nộm rồi. Các bạn nhớ là xào thịt bò các bạn đừng đảo kỹ nhé, mình chỉ đảo tái tái chín tới là được thôi. Các bạn nhớ là được rồi nhé. Bây giờ mình sẽ cho ra. Sau khi mình xào thịt bò xong thì cái lấm tuyết của mình nó cũng nở bông hết rồi. Đấy. Các bạn nhìn này. Đấy, lấm tuyết nó phải nở bông như này nhá. Chứ ngâm chỉ tầm 5-7 phút là nở hết như này, nó mềm. Bây giờ mình sẽ đi rửa qua cho nó rửa lại cho nó sạch. Sau khi mình rửa sạch cái nấm tuyết rồi, bây giờ mình các bạn nhớ là cái nấm tuyết này các bạn đừng có bóp mạnh nhá, mình chỉ ấy nhẹ nhẹ thôi để cho nó hết róc cái nước là được. Bây giờ mình sẽ thái ra, còn nếu mà mạnh tay quá thì nó sẽ bị lát. Bây giờ mình sẽ thái cái nấm tuyết này. Cái nõi ở giữa thì các bạn bỏ đi. Một cái này có thể làm một đĩa thoải mái thôi, rất là to, rất là nhiều. Nó cái nào mà mình thái mà nó tới quá thì các bạn hãy bớt, nhỏ bớt ra. Nấm tuyết ăn rất là ngon các bạn nhé. Các bạn nào mà chưa ăn nấm tuyết bao giờ thì nhớ mua về làm thử một lần để ăn biết. Cũng dễ ăn thôi, trắng rất là ngon, rất là đẹp. Đấy. Đấy, bây giờ mình thái xong cái nấm tuyết này, một cái được rất là nhiều. Đấy, sau khi mình chuẩn bị hết được các thứ rồi thì bây giờ quay lại để vớt cái hành tây ra. Cái hành tây là cái mà mất thời gian nhất, cần nhiều thời gian nhất để mình phải ngâm. Đấy. Bây giờ mình sẽ vớt hành tây ráo nhé. Sau khi hành tây của mình để ráo nước rồi thì mình sẽ cho cái nước nộm vào cái hành tây trộn trước nhé. Bởi vì cái hành tây thì bao giờ nó cũng khó ngấm hơn, mà nó mình trộn trước thì nó cho nó càng đỡ hăng hơn, nó ngấm được thì nó càng đỡ hăng. Đấy. Bây giờ mình sẽ trộn cái hành tây trước. Các bạn đây là các bạn trộn nộm nên các bạn đừng có bóp nhé, bóp thì nó nát rất là xấu. Đấy, mình trộn nó để ngấm nó được. Đấy, trộn qua cái hành tây rồi mình sẽ cho cà rốt vào. Và bây giờ mình sẽ cho dưa chuột này. Cái gì mà nó khó ngấm thì cần phải ngấm trước thì các bạn cho trước, cái gì mà nó dễ ngấm thì các bạn cho sau. Đấy.
Sau khi trộn dưa chuột rồi thì bắt đầu mình sẽ cho nốt cái nấm tuyết vào. Đây mình đổ luôn sang cái chậu to trộn cho nó dễ. Nấm tuyết rất là nhanh ngấm các bạn nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho nốt cái bò này, rau sống, rau thơm vào này. Còn cái bát nạc này thì mình sẽ cho sau cùng nhé. Lúc nào mà bốc vào đĩa thì bốc vào đĩa thì mình phải cho lên trên. Nạc của mình trộn vào đây thì nó sẽ không được giòn, đấy sẽ ỉu mất. Các bạn thích ăn vừng rang, các bạn có thể cho cái vừng rang đây, rất là thơm. Đấy, bây giờ mình sẽ cho ra đĩa nhé. Cho ra đĩa đấy, nhìn rất là ngon. Các bạn muốn nổi là để phô cái thịt bò thì các bạn để lên trên, còn gia đình ăn thì các bạn bốc đều được. Chỉ một củ một quả dưa chuột này, đấy, 1/2 củ cà rốt này, rồi một nạn thịt bò, một cái nấm tuyết, nửa củ hành tây, thì các bạn cũng làm một đĩa to hùng đùng luôn. Đấy, đây mình bốc một đĩa còn đầy quá phải vớt lại đây. Đấy là món này thì cũng rất là rẻ thôi mà ăn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cho cái thịt bò, cho cái nạc vào cuối cùng. Nạc cho cuối cùng. Đấy, vậy là mình đã hoàn thành cái nộm bò nấm tuyết rồi, rất là ngon. Thì cái này thì các bạn, cái nước thì các bạn có thể pha, các bạn để tủ ăn một tuần 10 ngày thoải mái, kể cả nửa tháng thoải mái nhé, để ngăn mát nhé. Đấy, còn cái nấm tuyết thì nó là cái đồ khô rồi, các bạn cũng có thể để ở nhà. Ngoài ăn thì các bạn bỏ ra các bạn ngâm tí là xong. Dưa chuột cà rốt thì kiếm rất là dễ rồi. Đấy, thì vì như thế là mình đã hoàn thành cái món nộm bò nấm tuyết rồi. Thì chúc các bạn thành công. Đấy, hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.